vị, Tết Nguyên đán Tân Sửu đang đến rất gần. Tại những phiên chợ quê cuối năm ở vùng ngoại thành Hà Nội luôn luôn tấp nập người mua kẻ bán. Đây không chỉ là dịp để người dân có thể mua được những thực phẩm, những nhu yếu phẩm phục vụ cho ngày Tết, mà còn góp phần lưu giữ những nét đẹp đặc trưng của làng quê Việt. Những ngày giáp Tết, phiên chợ Tía thuộc xã Cao Thành, huyện Ứng Hòa, Hà Nội luôn trong trạng thái đông đúc, nhộn nhịp. Những người dân ở quanh khu vực này đều hồ hởi đến đây mua sắm Tết để chuẩn bị cho một cái Tết đầy đủ, ấm áp. Nằm ngay bên dòng sông Đáy, chợ Tía vẫn còn giữ được những nét đẹp của chợ Tết xưa với những hàng quán chen chúc nằm sát bên nhau. Phiên cuối năm, chợ không chỉ họp ngay dưới con đê mà còn tràn lên trải dài cả con đê với bao nhiêu sắc màu của hàng hóa. Không khí chợ quê những ngày giáp Tết luôn mang lại cho người dân cảm giác ấm cúng, gần gũi, khác hẳn với những phiên chợ thành phố. Chợ quê với đầy đủ các loại hàng hóa, từ những nguyên liệu để nấu bánh, thờ cúng tổ tiên, đến hoa quả để bày lên mâm ngũ quả và có cả những thực phẩm thiết yếu khác. Đặc biệt, không thể thiếu được lá dong, ống rang để gói bánh chưng ngày Tết. Chìm đắm trong khung cảnh chợ quê với những thứ có lẽ chỉ còn là hoài niệm. Có những mặt hàng dường như chỉ về chợ quê ta mới tìm thấy cho mình một chút ký ức tuổi thơ, một chút của chợ xưa, của hương vị Tết. Năm nay, mỗi người đi chợ đều không quên trang bị một chiếc khẩu trang cho mình để bảo vệ bản thân và mọi người trong mùa dịch bệnh. Tết làm cho người ta hối hả, nhưng qua đó cũng mang lại sự thảnh thơi sau một năm vất vả.